Nặng không, Mr. Lee? Nặng không? Ô, mắc mẹ. Có anh hướng dẫn đó. Ngồi xích lên một xíu được anh. Opa. Nhích lên một chút. Chút chút. Chắc xích được. Anh chèo khỏe ghê. Opa, anh nói là đây là người dân tộc Ba Na. An, 어제가 바람이 많이 불어서 올라갈 수가 없어. 와, 오빠 지금 엄청 배고파. 어, 오케이. 나오. 어, 알았어. 디디. 야, 아니, 시원하다, 그지? 어. 아니, 너한 번도 안 지웠는데. 포즈는 딱 뱃사공인데. 또, 아주 내비입니다. 야, 나야. 그냥 때는 그냥 산. 아, 아. 맨 저기 라 띵껌 thế nào? Tiếng âm của nó thì nó tùy theo, mình chơi nhạc quốc tế thì nó cũng giống như nhạc quốc tế, còn mình chơi nhạc của dân tộc của mình thì nó cũng nó nói về thế thế à. Nếu mà chị muốn hiểu biết thêm chị bận biểu quá, toàn là nhóm toàn là dân đi làm nông thôi mà. Dạ, cháu con hỏi đường đi lên cột mắc ở đâu ạ? À? Ở đây ạ. À. Em cảm ơn ạ. Dạ, rồi con cảm ơn. Opa đi thẳng đi. Opa đi thì ăn đi bộ ta.안 여기 맞아요? 아 오늘 뭐 제대로 오지 탐험하네. 제대로 오지 탐험해. 어? 아니 왜 나 샤프?
như mình hả? Ở Việt Nam hả? Cái này là Việt Nam trồng. Cái này là giống luôn. Giống của Lào nhưng mà Việt Nam trồng. Giống của Lào Việt Nam trồng. Wow, chắc thật đấy. Ui, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Đưa chắc quả to, to nhất. Ồ, 얼굴 대고 얼굴. 얼굴 얼굴. 맛. Ở ngoài bên bạn là, ngoài con bạn là trả như tí không? Quảng Nam, giữa Quảng Nam đó. Quảng Nam. Quảng Nam. Ồ, hay lắm. Em ơi. Dạ, anh thật là siêu đó. Tại vì nhiều mà. Ý là chỗ này là của công ty hay là của công ty? Từ không. Từ không. Dạ. Bên chỗ rễ có đường chỗ cô đấy, đi thêm một đoạn là bên đây là cô. Mình đi bên tay phải này là cô Năng Trừ, còn tay trái là cô Năng. Cô Tư thôi. Bên này nói chung cũng Tư hết. Nhà anh có không? Có nhưng mà mới cắt năm ngoái, cắt cây. Ý là cái này là khi nào thu hoạch ăn? Cái này á? Chắc là người ta mâm mình xám mình rồi. Một năm là cả bao nhiêu lần? 10 tháng 4 đến... Nghĩ sớm mà Tết Nguyên Đán muộn thì mình tầm tháng 2. Tháng 2 là bắt đầu à? Đó không, tháng 2 là bà nghỉ á, không gạo. Nghỉ bỏ trên như thế này. Là bắt đầu tháng 4 làm lại? Dạ, tháng 4, tầm tháng 4, tháng 5 là làm lại. Thôi cảm ơn anh. Bye bye anh.